Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại chương trình bình luận diễn biến chính sự Ukraine ngày thứ 6. và chiều thứ 6, 17 tháng 11 năm 2023. Ngày thứ 632 cuộc chiến Ukraine. Vâng, đã từ rất lâu rồi Ukraine chưa tấn công vào... vào Crimea. Trong chiều ngày hôm nay thì thông tin mới nhận được thì Ukraine mới tấn công bằng tên lửa Neptune vào uh, Crimea chúng tôi cũng chưa xác định được tọa độ nó nằm chỗ nào nhưng mà rất khả năng thì uh, khu vực quân cảng Sevastopol rồi cũng cùng thời gian đó cũng có một vài những cái USV tức là cái phi đội USV như ông, ông Zelensky sáng nay ông hứa đấy là một cái phi đội mà quy mô vĩ đại nhất của Biển Đen đấy thống trị Biển Đen ấy. đấy chia nhau hai đường gọi là thủy lục không quân tiến vào bán đảo Crimea theo phía Nga thì tất cả các cuộc tấn công của Ukraine đã bị uh, đánh chặn hoàn toàn. Không có thông báo gì về thiệt hại ở trên trời cũng như là dưới mặt đất. Và đấy là những thông tin về phía Ukraine. Còn phía Nga thì um, trong ngày hôm nay họ cũng tấn công một lần nữa vào khu vực uh, sân bay Star Konstantinivka ở khu vực Klimensky. Rồi họ tấn công thêm vào khu vực Riponecho, Kirogrod Odesso, Odessa và cả Kiev nữa như vậy là 1, 2, 3, 4, 5, 5 tỉnh đã bị UAV tấn công rất lạ là gần đây thì phía Nga chỉ có tấn công bằng UAV thôi rồi một lúc sau chúng tôi thấy là phía Nga lại tấn công bằng một tên lửa vào cảng Odessa không biết nó là một cái vụ tấn công như thế nào nhìn chung là hai bên chỉ có những cái hướng và các cái số lượng hòm hòm như thế còn chúng ta không biết Tấn công phát nổ và gây thiệt hại như thế nào. Nhưng mà cái quả tên lửa tấn công của Nga vào Odessa thì gây ra một cái vụ nổ rất lớn ở cái cảng hàng hóa của Ukraine. Ở khu vực Kherson, trong chiều hôm nay thì chúng tôi vẫn thấy những hoạt động của phía Nga rất dồn dập lân cận cái khu vực Kyrgyzstan, tức là cái điểm mà Ukraine đã lên để đánh chiếm. Ukraine cũng chưa mở rộng thêm được điểm ở đây, rồi những nỗ lực của họ nhằm chuẩn bị các cái công tác vượt sông cũng bị phía Nga đánh chặn rất nhiều và trong chiều thì họ cũng không tổ chức được đợt vượt qua sông nào. À, người tránh văn phòng của tổng thống Zelensky, ông Andrey Zemyak, ông ấy vừa từ Mỹ trở về và vừa về thì ông ấy đã nói rằng là sẽ có những thông tin tốt lành từ khu vực Kherson. Như vậy rất có khả năng với việc tấn công vào Crimea xong rồi là người xếp quay trở về thì họ cũng có thể phát động một cái chiến dịch nào đó ở khu vực Kherson. Tất nhiên đấy là một khả năng thôi. Đáng lưu ý trong chiều ngày hôm nay thì chúng tôi có một cái thông tin khá thú vị liên quan đến khu vực Kherson của tờ báo CNN, đài truyền hình CNN. CNN không xác nhận về những tuyên bố của quân đội và truyền thông Ukraine về việc lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành chiếm giữ một điểm đầu cầu quan trọng ở bờ sông bên kia River. À, ấn phẩm của CNN cho biết là cái sự thành công ở khu vực bên phía bờ đông của rapper là rất à, hạn chế. Còn một kênh à, chuyên theo dõi cái mặt trận ở khu vực Krason của Ukraine cũng nói rằng là chúng ta đã nỗ lực để tạo ra một loạt những điểm đầu cầu nhưng mà có lẽ sẽ phải gọi là rút lui khỏi một vài điểm. Một vài nguồn tin khác thì nói rằng là việc Ukraine đang giữ những vị trí ở bên bờ đông của Kherson là một hành động quá rủi ro, quá tốn kém và tổn thất quá nhiều và không thực tế. Nhìn chung thì không biết thế nào, cũng không phải là người ta không biết, đúng không ạ? Nhưng mà đến đây chúng ta có thể thấy một cái kết luận rằng À, không biết Ukraine có thể mở rộng đến đâu, nhưng rõ ràng là cái green key ở đây thì nó là một cái thông tin mà họ cung cấp giả tới cái phía phương Tây của họ để trông nó có vẻ là một cái sự thành công thôi, chứ còn thực tế cũng như chúng ta nói, đúng ạ, nó cũng không có cái gì để nó bỏ dính ra. Bây giờ đến phương Tây, bạn của họ còn nói rằng là nó quá tốn kém, quá không thực tế và tổn thất quá nhiều. Thực tế thì nếu quý vị biết rằng là cũng giọng điệu của những cái kênh này thôi Nếu nó đến cách đây một thời gian thì người Mỹ sẽ tung hô nó Mặc dù họ biết thừa, đúng ạ Nhưng bây giờ thì họ lật luôn kèo Họ nói rằng là cái đấy đấy gọi là thành công Thì có nghĩa thành công đấy nó quá nhỏ bé Nó không bỏ dính răng, kiểu như vậy Chứ còn trước đây thì họ sẽ tung hô Rồi họ sẽ cổ suý Rồi họ sẽ vận động để kiếm thêm tiền Nhưng bây giờ thì có vẻ là khó rồi Cho nên là cái luận điệu nó cũng... À, giảm đi một cách đáng kể nhưng mà không phải đáng kể nữa mà nó mà lật kèo luôn còn thời điểm hiện tại thì bom của Nga đang vẫn đổ dồn về phía bên kia bờ sông của Ukraine, nơi những nơi mà họ nghi là đóng quân, tập kết trang thiết bị, cộng với việc họ vẫn tiếp tục pháo kích UAV tấn công vào khu vực này và truy tìm Ukraine dưới các lòng sông. Vâng, như vậy là một buổi chiều chỉ có mỗi tin của ông tránh văn phòng Ukraine thôi. Ông đấy thì thực tế Uh, nhiều người đồn đại cũng không không loại trừ khả năng là ông ấy có khả năng trở thành tổng thống bây giờ thì gần như ông ấy là gọi là nhiều quý vị nói là gì nhỉ là lão phật già được không đúng là là kiểm soát toàn bộ chính phủ ukraine Nikopol trong chiều hôm nay thì tiếp tục nhận được rất nhiều quà nóng từ phía Nga. Những điểm bắn của Ukraine ở khu vực này bị phía Nga phát hiện tấn công bằng bom FAB-500 rất nhiều trong chiều ngày hôm nay. Vâng, công nhận là cái thành phố này nó đẹp quý vị nhỉ. Đấy, nó là một cái hồ thôi. Nhưng mà các khu đô thị nó vươn sát ra các cái mép hồ như thế này. Thì nó, nếu mà thời bình thì nó đẹp lắm đấy quý vị ạ. Đúng không ạ. Thế mà cuối cùng thì thời chiến nó lại trở thành một cái nơi rất nguy hiểm để có thể sống. Ở Zaporizhia trong chiều hôm nay, phía Nga đã lấy lại sự chủ động ở hướng này. Và các cánh quân của họ đã xuất phát tiến công hai hướng về phía nam của Rabutine và phía đông nam của VBV. Đến thời điểm này thì giao tranh đang diễn ra nhưng mà sự chủ động đang nghiêng về phía người Nga. Vâng, như vậy thì chúng ta thấy cánh ở phía đông nam tiến quân lên phía trung tâm, còn Khánh ở phía tây nam tiến quân lên phía Rabutine. Hai bên đang giao tranh ác liệt ở khu vực này vâng nói là ác liệt thôi nhưng mà cái quy mô của nó ở đây bây giờ nó cũng giảm rồi cũng không có nhiều nguồn lực dành cho những cái khu vực này nữa không có thông tin gì thêm về hướng Pattaya chiều nay cũng không có thông tin gì hướng này còn ở khu vực Novomikhailivka thì phía nga đã quay trở lại các hoạt động tấn công giả phá bom mìn vân vân à, xung quanh thị trấn Novomikhailivka và có khả năng họ cũng lại sắp sửa làm một cái gì đó ở Adipka thì um, những tưởng là phía Nga đã tiến công uh, liên tiếp trong những ngày vừa qua thì họ sẽ dừng một hai ngày nghỉ ngơi. Nhưng có vẻ là phía Nga vẫn chưa chịu dừng. Chiều, chiều ngày hôm nay thì um, vẫn có thêm những cái bước tiến khá đáng kể nữa của phía Nga. Chúng ta sẽ đến. Theo thông tin của Ukraine thì như vậy là phía Nga đã tiến thẳng về hướng phía nam của bãi rác và họ đã tiến ra khá xa, sát vào với Chọc sâu vào cái hướng đường tàu men xuống phía dưới khu công nghiệp Tức là cái tiếp cận, điểm tiếp cận của họ với lại khu công nghiệp nó kéo dài xuống phía dưới Đồng thời là họ mở rộng cái điểm phía nam Cái phía bên trái của cái khu vực họ chiếm ở đây Tức là một cái khu, khu gì đấy, mini, đúng không ạ Cái bãi bơm, bãi biếc gì đó mà hút nước từ Cái trạm bơm ấy, nó hút nước từ sông này, nó chảy tới khu công nghiệp Thì bị sáng, hôm qua họ đã chiếm được cái phần này Còn bây giờ họ chiếm thêm được cái phần này nữa nếu không chiếm thì có nghĩa là họ đã đẩy lui quân Ukraine ra. Ukraine, đây chính là bản đồ Ukraine và họ đã thừa nhận cái bước tiến này của phía Nga. Một trong những bước tiến mà chúng ta cũng vừa mới nhìn thấy rồi nhưng mà họ đã xuất hiện từ hướng, từ thông tin của Ukraine cho thấy là cái đó đã được xác nhận. Dường như với cái bước tiến ở cái hướng đó thì thực sự là cái hàng phòng thủ Ukraine gặp rất nhiều vấn đề, đúng không ạ? Nó như là một cái sự đột phá xuyên qua hàng phòng thủ thì mới làm được cái điều như thế. Đây, nếu chúng ta vẽ trên bản đồ, chúng ta có thể thấy là cái bước tiến đó nó tương đương với lại cái việc nó đến đến gần giáp tới cái cái con đường này. Từ khu vực này, họ tấn công ra đây gần giáp con đường. Và bây giờ Ukraine đã bị đẩy hoàn toàn khỏi cái khu vực này, đúng không ạ? Rất nguy hiểm tại sao chúng ta thấy cái vùng xám này um, tuy nga chưa kiểm soát nhưng nó rất nguy hiểm bởi vì là cái đà và cái thế của nga trong những thời gian gây là họ cứ tạo được vùng xám sau đó là họ đánh bật ukraine khỏi cái đó họ tạo được vùng xám là họ sẽ tiến được vào kiểm soát như là các khu vực khác nữa cho nên với cái đà này thì rất có khả năng là phía nga sẽ kiểm soát sớm những cái khu vực đó nhưng mà với cái tình trạng hiện tại, Ukraine đã bị đánh bật ra khỏi khu vực đấy thì cũng là một cái điều rất nguy hiểm, đúng không ạ? Rất nguy hiểm là họ không còn ở những cái chốt chặn quan trọng như thế để có thể chặn được cái bước tiến của nga. À, nếu như mà nga giải quyết được vấn đề rút ngắn cái khoảng cách so với trận địa của Ukraine, thì họ sẽ ngay lập tức họ dọc được vào trong điểm mà có thể nói là trái tim của cái nhà máy, đúng không ạ? Nó nằm đâu đó ở cái khu vực này. Mất khu vực này nữa là thôi. Như vậy thì với cách bước tiến ở đây, chúng ta sẽ thấy ở phía Nam, Nga sẽ cố gắng để tiến từ đây ra kiểm soát cái khu vực này. Đấy, và đây chính là một cái hướng uh, tuyệt vời để có thể kết thúc cái khu công nghiệp của Okinawa. Uh, một hướng, một hướng ở bãi rác, tất nhiên bây giờ Amen tới sát đây rồi. Họ có một cái mặt trận khoảng độ uh, 2 km, hơn 2 km áp sát vào nhà máy, bây giờ chỉ còn chờ đúng cái hướng ở phía Bắc này nữa thôi là có thể có những cuộc đột kích trên quy mô lớn và rất khó để Ukraine có thể giữ được trận địa nếu Nga tiếp cận từ nhiều hướng như thế này. Như vậy là chúng ta có 3 mặt trận, 3 cụm chiến trường ở Adipka. Thì cụm chiến trường quan trọng nhất trong suốt 24 giờ qua, Nga đã tiến rất xa, rất nhanh, rất nguy hiểm. Toàn vào những cái yếu huyệt thôi, đúng không ạ? Đấy, kể cả ba hướng này và thậm chí họ còn mở sang cái khu vực phía Bắc ở đây nữa. Rồi cả khu vực này nữa, ở chiến trường này thì có ba cái mặt trận mà nó tích cực có nghĩa đang xảy ra ác liệt cánh số 1 ở đây cánh số 2 là ở phía nam và cánh này thì dường như nga vẫn không uh, uh, tạo được cái um, thuận lợi nào uh, những cái đợt tấn công của nga về hướng này vẫn vấp phải cái sự kháng cự ước liệt của ukraine vì họ có rất nhiều bãi mìn và cái công sự dọc theo cái đường chạy từ siberia tới tuy nhiên ngày hôm nay thì phía nga đã quay trở lại tập kích vào siberia từ phía Nam và phía Đông Nam lên. Không biết là có thay đổi đáng kể gì trên mặt trận hay không. Ukraine thì đang tìm cách để mà chọc vào sườn của Nga từ cái vết khoét hôm qua họ tấn công được ở đây. Nhưng mà phía Nga đã chặn được cái mũi tấn công này. Sau đó thì họ đã tổ chức tấn công ngược trở lại trong chiều vào Peromaiske từ hai hướng phía Bắc và cái hướng phía Đông Bắc cảm giác như hướng này phía nga muốn câu giờ đúng không ạ một là nó khó hai là họ câu giờ chốt chặn để là các cái hướng khác họ tạo được những cái bước tiến đáng kể mặt trận thứ ba thì chúng ta thấy là với sự xuất hiện của wagner bây giờ họ đang tích cực và rất thành công liên quan tới việc là tấn công từ hướng đông và hướng nam sang trong chiều ngày hôm nay thì ở mặt trận này phía nga đã như chúng ta đã dự báo trong vòng vài giờ Nga có thể giải quyết uh, những cái phần lớn còn lại của nhà máy. Thì tuy họ không chưa chiếm được hoàn toàn, nhưng họ chiếm được một cái điểm rất quan trọng là tiếp tới khu vực này, khu vực này tầm như thế này. Đấy, một cái bước tiến uh, rất dài, rất xa. Tuy nó không hoàn toàn nó hết cái khu vực này, nhưng mà với việc là lính Nga đang gọi uh, là dập dìu ở cái góc này thì cho thấy rằng là họ đã tiến rất xa đã tít tới cái khu vực ngã tư đường ở đây rồi Chỉ còn lại cái mé bên này nữa thôi Và khả năng để mà Ukraine giữ trong đêm ngày Đúng không ạ, cũng có thể là khó Nhìn chung thì tôi nghĩ vấn đề về thời gian thôi Còn ở ngoài mặt trận thì nó cũng nhiều cái chúng ta không thể tưởng tượng được Chúng ta chỉ biết rằng là Mỗi khi mà tấn công vào những cái nơi nó kiểu như là Khu mà nó phòng ngự tốt nhất như thế này Thì nó mất rất nhiều thời gian Để họ dọn dẹp Đấy, dọn dẹp trận địa và công tác dọn dẹp đấy có thể mất đến cả ngày như vậy là ba cụm chiến trường đang hoạt động tích cực thì phía Nga đều được uh, đạt được những bước tiến đáng kể trong ngày hôm nay hai uh, uh, cụm chiến trường đạt được bước tiến đáng kể khu vực này thì không có cái gì đáng kể còn cụm còn lại là cái cụm mà chúng ta không thấy nó tích cực lắm chỉ có mỗi bước tiến đáng kể nhất trong ngày hôm qua thì ở cái góc này có khả năng họ sẽ tổ chức tấn công trở lại để giải quyết nốt cái góc mà chúng ta vừa nói ban nãy. Còn lại thì um, chắc là phía họ cũng chờ những cái tín hiệu tốt hơn ở phía Nam để họ mở nốt cái mặt trận ở khu vực này. Nếu như mà đồng loạt cả ba cái hướng phía trên đều đạt được bước tiến đáng kể, thì Ukraine sẽ phải dâng toàn tuyến sang để mà đối phó với mặt hướng Đông, hướng Đông Bắc, Đông Nam và phía nga lúc bấy giờ có thể tranh thủ cái gọi là cái việc mà ukraine tập trung ở hướng đông để họ tấn công vào các khu vực hướng tây trong đó có sivene tonianske và đặc biệt là họ có thể tấn công thẳng vào khu vực trung tâm cũng như là đột kích vào cắt những cái đường tiếp vận của ukraine ở đây đúng không ạ chúng ta thấy đây nó là một cái khu vực nó khá mênh mông một nơi nó khá mênh mông ở giữa có lần nga đã từng tiến vượt qua để mà đột kích vào tận cái khu vực này một lần cách đây hai ba tháng rồi nhìn chung một chiều nữa trôi qua với những cái um, tiên lượng rất xấu đối với ukraine đây là cái bản đồ bước tiến của nga ở khu vực nhà máy trong ngày chiều ngày hôm nay nó có vẻ là lớn hơn những gì chúng tôi nó vẽ đúng không ạ và đây là thông tin từ phía ukraine Thông tin từ những người phóng viên mặt trận Ukraine cho biết trong chiều ngày hôm nay thì quân Nga đang tiến quân ồ ạt và đang vượt qua rất nhiều chiến tuyến của Ukraine một cách đáng kể, rất đáng kể và đang tiến ở toàn khu vực Adipka lẫn trên khu vực Kupia tức là tít trên phía Bắc phía nga cho biết là từ tờ mờ sáng ngày hôm nay thì các cuộc tấn công ồ ạt bằng pháo kích và bom của quân ta đã mở màn cho các trận tiến công ồ ạt từ nhiều hướng đến tầm giữa trưa thì quân ta đã chiếm được một loạt các cứ điểm và đã củng cố chiến địa ở những khu vực vừa mới được chiếm xong và cách đây ít phút thì sau khi tổ chức thêm những trận nã pháo liên tiếp thì những cánh quân xung kích của nga đã bắt đầu tiến vào các trận địa của ukraine trong cuộc tấn công buổi chiều như vậy là chắc chắn sẽ có dẫn nhiều những thông tin sắp tới đúng không ạ trong những cái bởi vì bây giờ mới là cái việc mà họ đột kích cái trận buổi chiều còn trận buổi sáng nó xong rồi như vậy những điểm nóng có thể trong sáng ngày hôm nay chúng ta thức dậy nó sẽ nằm ở khu vực này khu vực này có khả năng khu vực này nhưng mà chắc chắn là khu vực này đúng không ạ còn lại thì nó có những khu vực này nga cũng đang giang dở đặc biệt là khu vực này họ chưa giải quyết được xong cũng rất có khả năng tiềm năng còn cánh này thì đúng là chúng tôi cũng không có một cái ý kiến gì có vẻ là họ không thuận lợi lắm đúng không ạ bởi vì cái sức kháng cự của cái chỗ cánh này nó quá ác liệt nga không thể tiến thêm được còn lại thì cũng có thể ở cái khu vực phía bắc còn khu vực steppoV thì tôi nghĩ rằng thời điểm này nga cũng không có quá mặn mà với cái hướng này khi mà họ cố tiến về Bedichi mà có thể mở rộng cái điểm phía bắc của nhà máy cũng như là tiến về phía bắc của Krasnohorivka để củng cố thêm cái trận địa của họ rõ ràng là với trận địa này thì nga vẫn tiếp tục củng cố để đe dọa toàn bộ các mặt trận xung quanh sau đó họ mới mở những đợt tấn công thì nó sẽ gây được những cái hiệu ứng tích cực hơn hiệu quả hơn vâng một buổi chiều nữa rất là bất lợi cho phía ukraine còn ở khu vực này ngày hôm qua thì phía ukraine họ đã bất ngờ tấn công họ chiếm được một cái khu vực ở đây nó có nhiều thông tin nó hơi trái chiều cũng có khả năng tại thời điểm này thì ukraine cũng đang kiểm soát một phần nào đó mà phía nga chưa đánh bật được ra của họ nhưng mà phía nga cho biết là bây giờ họ đang tích cực chuẩn bị tinh thần để đón những đợt tấn công tiếp theo của ukraine sắp tới với kiểu như vậy thì có nghĩa là nga có quân để đón đón ukraine và nếu như họ có quân ở đây thì tất nhiên là tiến vào sâu thêm cũng rất là khó dường như ukraine cũng sẽ chiếm được một cái cao điểm thuận lợi hoặc một cái điểm nào đó mà nó quan trọng đối với lại cái khu vực này để làm cái căn cứ uh, phòng thủ và áp sát vào đe dọa cái thành phố gorokhov quan trọng của phía nga Vâng, đây có biểu đồ văn phòng chính phủ đây, có nghĩa là có khả năng nó sát tới văn phòng chính phủ rồi, đúng không ạ? Nhưng mà đây chắc là ngày xưa rồi, chứ cũng không chính phủ nào đi làm việc ở một cái nơi sát chiến tuyến như vậy. Lên khu vực phía Bắc thì trong chiều hôm nay chúng tôi không có thông tin gì thêm, có nghĩa rằng là ở đây nó không có diễn ra những cái hoạt động tiến chiếm tích cực mà rằng co nhau ở toàn 3 thị trấn giống như mọi ngày khu vực phía bắc thì thông tin phía nga vẫn tiếp tục tiến à, ép bây giờ quân của họ đang à, tập trung cái hỏa lực vào khu vực bodanipka một trong những thị trấn trên cao điểm và có một cái tầm quan trọng chiến lược với lại ukraine họ đã rất thành công trong suốt thời gian nhiều tháng vừa qua kháng cự được những đợt tấn công của wagner không biết lần này họ có thể trụ vững hay không khi mà toàn mặt trận của Ukraine bây giờ đang gặp rất nhiều rắc rối đúng không ạ nếu mà để nga chiếm được cái này thì chúng ta sẽ thấy số phận của Ivaniska nó rất là nghiêm trọng và nếu như Ivaniska có vấn đề gì thì cha xốp ra cha ship ra đằng sau có thể là nguy hiểm còn nếu không họ nga cũng có thể tiến tới đây là cao điểm nó che chắn những thành còn lại nga có thể tiến tới chiếm những cái thị trấn như này và lúc bấy giờ thì họ sẽ nhòm thẳng vào khu vực trà ship ra. Nhưng cũng có thể bất ngờ tung một cái đòn vào Ivanivka bằng gọi là binh pháp nhìn dưa gắp thịt. Nhìn chung, cũng là một mặt trận nữa mà rất bất lợi uh, cho phía Ukraine, cả về cái thế trận, lẫn khí thế, đúng ạ, lẫn khí chất, lẫn khí phách ở khu vực này, Ukraine đều thua kém Nga. Khu vực dưới thì họ còn cầm cự được, nhưng mà khu vực trên rõ ràng là Phía Nga đang có một cái sự lấn lướt rất lớn. Ở đây thì chỉ có một cái đứng về phía Okinawa, đó là họ có những cao điểm rất tuyệt vời. Từ Kuromove tới cung đường này, cho tới Boranivka, cao điểm. Hiroivka cũng cao điểm, và toàn bộ cái cung đường phía trên ba thị trấn liên thủ cũng là những cao điểm. Đấy là những cái sự an ủi đối với phía Okinawa. Còn ở Spine, phía Nga đã bất ngờ mở một tật tấn công trong buổi, trước buổi sáng ngày hôm nay chúng ta, nhưng chúng ta không biết thông tin và thông tin liên quan đến video mà có nhiều phụ nữ những cô gái xinh đẹp ukraine đã thiệt mạng ở đây đấy mà rất đau lòng thôi quý vị với tư cách là những người đàn ông yêu phụ nữ đẹp đúng không ạ rất đau lòng thì phía nga đã chiếm luôn được cái spin và nó đã chuyển thành màu đỏ trong chiều ngày hôm nay rồi với việc nga tiến chiếm như này thì cũng không còn nghi ngờ gì nữa họ đang cố gắng để mà bén theo bám theo các cái cao điểm này À, gây sức ép thẳng tới khu vực Vinmitka ở đây để mà kết hợp với cánh quân thẳng từ dưới đường tàu lên vây hãm quân Ukraine trong hướng này đồng thời là họ đang nhắm về cái khu vực để mà củng cố một cái mặt trận chiến lược chiến thuật cho một cái um, chiến dịch Sivak có thể diễn ra trong tương lai Bây giờ thì các mặt trận của Ukraine chắc chắn là họ sẽ không còn vững được như ngày xưa nữa khi mà xuất hiện nhiều phụ nữ đúng không ạ rồi là họ phải đưa các cánh quân quan trọng đi để mà phòng ngự những cái nơi nóng hổi cho nên nga cũng đang à, tập trung nguồn lực để tấn công chiếm những cái khu vực mà tiện tay dắt dê có khả năng là trong uh, những cái giờ sắp tới chúng ta cũng có thể thấy phía nga tiến để chiếm luôn cái vcl đấy rồi họ cũng có thể men theo đường sắt lại tiến thẳng lên khu vực này nơi mà họ đã dập dòm trong suốt cái thời gian vừa qua còn cánh này thì chắc chắn là họ sẽ vấp phải kháng cự ác liệt của các quân cái cánh quân uh, quan trọng của phía ukraine vâng cho đến tít tận phía trên thì chúng ta không còn thông tin gì thêm ngoài khu vực này vẫn là cái um, sự kiểm soát trận địa và cái khí thế của phía nga trong chiều nay họ vẫn tiếp tục tiến quân được ở Kuban, uh, ở khu vực phía nam Ivaniska và cải thiện vị trí ở phía bắc rồi là có những hoạt động khá là gọi là lùm xùm ở cái toàn bộ khu vực này mà nhưng mà chúng tôi không có tọa độ uh, phía Ukraine cũng thừa nhận là phía nga đang uh, lấn lướt ở khu vực góc gọi là Peromyske chính là cái khu vực lân cận ở đây và có khả năng nó liên quan tới những khu vực chúng ta vừa nói như vậy là một buổi chiều 10 tiếng đồng hồ trôi qua nhưng mà Ukraine cũng trải qua những cái cơn sóng gió đúng không ạ vừa sáng thức dậy chưa được tí là vi rồi là bánh mì nào mà Nga đã nã đạn vào đầu rồi tấn công ồ ạt Thực sự là chúng ta cũng thấy việc ở Adipka khi Nga chuyển sang cái phương án tấn công một cách kiểu như bao vây tiêu hao nhưng mà họ vẫn tiến được nhiều cũng là một cái có thể nói rằng là rất gây ngạc nhiên đúng không ạ? Thì không biết là phía Nga giỏi đến đâu nhưng mà cá nhân tôi cảm nhận quý vị ạ, cảm nhận là quân Ukraine họ đang có rất nhiều vấn đề liên quan tới tinh thần, sức chiến đấu cũng như là cái năng lực của những đội quân phòng thủ. Bây giờ lại còn cử cái vệ binh lãnh thổ vào nữa thì chắc là cũng không giữ được bao lâu. Và chúng ta đến với những thông tin ngoài uh, chiến trận. Đây chính là những cái bản tin mà nó cho chúng ta thấy cái bức tranh tổng quát về cái cuộc chiến này nhiều hơn. Buổi chiều thì chúng tôi thường dành nhiều thời gian hơn cho các bản tin. Uhm, uh, các chuyên gia quân sự của Ukraine thì họ đang đánh giá ở cái việc là bây giờ uh, lợi thế trên chiến trường thì nó nghiêng về người Nga nhiều là bởi vì là họ có một cái nền tảng sản xuất uav và tác chiến uav hiệu quả nhưng mà cái điều đó thì tôi nghĩ rằng nó cũng đúng một phần nhỏ thôi đúng không ạ cái vấn đề liên quan tới uav thì mình cứ nói thật ra nó là cái câu chuyện số lượng nhất là cái kiểu tấn công uav uh, sát chiến tuyến kiểu như thế thì nó là số lượng thôi ông nào sản xuất được nhiều và những cái uav nào nó nó đơn giản mà nó hiệu quả thì là ông ấy thắng và nó cũng giống như tất cả những cái loại khác có nghĩa là số lượng pháo số lượng quân số lượng vũ khí số lượng bom đạn đúng ạ chứ cũng không có một cái sự tài giỏi nào một cách thay đổi được cuộc chiến như là các vị chuyên gia còn đúng UAV nó là một trong những điểm quan trọng nhưng mà cái điều đấy thì nó không tệ bằng cái việc là trong tất cả những lĩnh vực khác nga đều có một cái sự áp đảo đối với lại ukraine nếu mà chúng ta nhìn chung trong toàn cuộc còn tất nhiên có những cái điểm nào đó ví dụ như là những con pháo hima đúng không ạ thì ukraine lại có uh, cái sự đe dọa nguy hiểm hơn nhưng mà cái hima đấy thì nó không thay đổi cuộc chiến hima thì nó chỉ là những cái nó phẫu thuật thôi và nó số lượng nhỏ thì nó có tác dụng chứ thực ra nếu như mà hima có vớt đến hàng vài chục con ra đấy thì cái câu chuyện của nó là nó không còn cái tác dụng như là nó đánh trộm được nữa đấy cái tính quan trọng của nó là nó đánh kiểu ninja nó cắn trộm đúng không ạ thì như vậy chúng ta thấy rằng là nếu để có một cái gì đấy so với phía Nga hoặc là có một cái sự áp đảo hơn thì chỉ có mỗi cái USV thôi. USV tấn công thủy chiến và có một tí liên quan đến tên lửa đúng không ạ? Tấn công vào thuần túy và Crimea thì Ukraine có một cái gì đó nó dồn dập hơn. Ở một vài chiến tuyến thì họ có những cái thời điểm có UAV và tác chiến điện tử tốt hơn nhưng về cơ bản trên đường dài thì chúng ta thấy vẫn là phía Nga lấn lướt mà ở khía cạnh này thì không chỉ là phía nga lấn ukraine mà nhìn trên đường dài chúng ta cũng thấy một điều rằng sớm hay muộn thì toàn bộ cái nguồn cung của phía nga liên quan tới toàn bộ chiến trường trong tất cả các lĩnh vực nó sẽ vượt xa cái nguồn cung của phương tây cho ukraine kể cả là những cái vấn đề liên quan đến thủy chiến đúng không ạ bây giờ phía nga chắc chắn họ đang tích cực để mà ra những có những hành động liên quan tới cái việc đó rồi và nếu như mà dựa thêm một cái logic như thế thì có thể thấy rằng là cái việc mà cái chiến thắng của người Nga nó làm cái điều nó không tránh khỏi. Đúng không ạ? Chúng ta cứ dựa trên một cái logic như thế thôi. Về cái việc sản xuất UAV rồi là những cái bom đạn vân vân thì mình cứ so kè ra bên nào nhiều bên ấy thắng. Nhìn chung thì nếu mà theo một cái quan sát của chúng tôi là các nước phương Tây đã cố gắng rất nhiều để cung cấp cho Ukraine tất cả những cái nguồn mình tính tổng ấy. Thì nó rơi vào cái cao điểm là thời điểm tháng 1, tháng 2 năm 2023 Sau khi mà Ukraine đã tạo được những kỳ tích Về việc chiếm lại các khu vực ở Kharkov, Kherson uh, Họ đã nhận được hỗ trợ trên quy mô lớn, đúng không ạ Rồi đến cái thời điểm mà chuẩn bị cái cuộc tổng phản công Thì họ cũng có một cái chút tăng cường vào thời điểm đó Nhưng mà bây giờ thì uh, gần như là trong tháng vừa rồi so với lại hai tháng trước thì gần như là cái mà trang thiết bị vũ khí của Ukraine nhận được nó giảm xuống một cái mức nó có thể nói là 100%. Tức là nó gần như có thời điểm nó không có gì luôn. Đấy, như vậy thì chúng ta thấy là, là Ukraine sẽ phải đối mặt với một cái sự thiếu thốn rất lớn trong thời gian tới trên chiến trường. Bởi vì ngày xưa cung cấp nhiều như vậy mà liên tục như vậy còn không đủ để đánh. Thế mà bây giờ tự nhiên nó tụt xuống con số 0. Đúng không ạ? Đấy là một cái rất nguy hiểm tụt xuống con số 0 thì đồng nghĩa với việc là gì? Là Ukraine thậm chí sẽ còn âm nữa quý vị. Đúng ạ, bởi vì chúng ta biết tại sao. Bởi vì là họ còn tuần vũ khí ra nước ngoài nữa. Thậm chí cả theo ngạch nhà nước lẫn theo, theo ngạch chính ngạch lẫn theo ngạch tiểu ngạch rồi theo ngạch buôn lậu cá nhân. Đúng ạ, tuần hàng này nọ vân vân. Liên quan đến tình hình nhân sự Ukraine thì có những thông tin khá hài. Đấy là nhiều chỉ huy của quân Ukraine ở khu vực bờ sông Dnipro ở Kherson thì lưu ý những hiện tượng rất lạ, độc lạ Kherson trong thời gian gần đây. Khi mà cái tỷ lệ của binh lính bị ngất xỉu khi mà vượt sông qua sang bên bờ bên này càng ngày càng tăng và người ta không thể lý giải tại sao đúng không ạ nhưng mà nhìn từ khía cạnh của chúng ta chúng ta có thể lý giải rất đơn giản là nếu mà không ngất xỉu thật thì cũng phải cố để mà ngất xỉu chứ còn ngất xỉu thì nó còn hơn là sang bên kia là nó té xỉu luôn cho nên là có khả năng nó có một cái giải pháp nào đó một loại thuốc một loại gì đó để người ta nhìn thấy nước hoặc là say sóng hay như thế nào đó mà nó lăn ra nó ngất xỉu luôn đúng không ạ làm tôi nhớ tới ngày xưa mình đi đuổi đánh mấy con chuột mình đánh một phát trúng cái lưng con chuột thế là nó làm là ngăn nó lất nó 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 nằm là lăn ra đất nó ngất đấy chân tay nó dạng tẻ hè ra thế rằng mình đang đi chém gió mình khoe thì một lúc sau quay ra nó đã chuẩn mất rồi hóa ra là cái con chuột đấy nó có cái mật quý vị ạ có cái mật đấy mình đánh nó phát là mật nó vỡ nó tan mật ra thế là nó ngất thế sau đó một lúc sau cái mật của nó nơi nào đấy nó 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 bắt đầu nó hồi lại đúng không ạ nó đặc lại và bắt đầu nó tỉnh dậy nó nó chạy luôn còn trong khi đó ở trong hàng ngũ quân đội ukraine thì uh, vẫn có những người chuyên uh, đánh nhau ở trên truyền hình trên internet uh, xăm chỗ hầm hố trông thì uh, rất là nam tính quần áo dằn di giày diếc đế điếc cồm cộp phát biểu rằng là quân đội của ukraine chúng ta là quân đội tốt nhất thế giới hiện nay nơi mà những chiến binh của chúng ta được đối xử một cách rất nhân văn nhân bản mà những kẻ nào mà không xứng đáng đối với hàng ngũ trong quân đội chúng ta thì chúng ta nên đá đít ra họ họ ra khỏi quân đội và thực tế thì những kẻ như thế này không xứng đáng và bọn chúng đã bị quân đội nga tiêu diệt từ lâu rồi bây giờ thì chỉ những cái người nào xứng đáng thì mới có mặt trong quân đội mà thôi vâng ăn mặc đẹp hầm hố như này nhưng mà chắc là cũng không biết cái chiến hào là như thế nào chủ yếu là đánh nhau ở trên mạng là chính Chúng ta thường trao đổi về những vấn đề liên quan tới chuyện tiếng Nga, người Nga, tiếng Ukraina, người Ukraina trong cuộc chiến này. Nước Ukraina và Nga chiến tranh, nhưng mà các binh lính thì chủ yếu nói tiếng Nga. Đúng ạ, đấy là một cái nghịch lý. À, những người binh sĩ Ukraina họ chia sẻ những cái um, câu chuyện như sau là... Um, bình thường thì chúng tôi có thể dùng tiếng ukraine để giải thích với nhau về điều này điều kia trong cuộc sống hàng ngày nhưng mà khi nào mà nó khẩn cấp và nó đe dọa tính mạng thì chúng tôi buộc phải sử dụng tiếng nga chúng tôi buộc phải chiến đấu bằng tiếng nga thành thật mà nói như vậy bởi vì bạn phải có nhu cầu để mà hiểu uh, các mệnh lệnh và những thông điệp một cách rất nhanh chóng và hiệu quả còn trong cuộc sống chúng tôi lại sử dụng uh, tiếng ukraine và chúng tôi thường phải nỗ lực thì mới có thể trao đổi được bằng tiếng Ukraina trong đất nước chúng tôi có những kẻ thường đưa ra những câu hỏi rằng tại sao những người trong quân đội lại đi nói tiếng nga và ở đây chúng ta nhớ một điều rằng những kẻ mà trên TV ấy, thì thường là nằm ở cái khu vực miền trung và miền tây nơi mà cái mật độ tiếng nga nó giảm đúng không ạ còn những kẻ ngoài chiến hào thì nó thường ở phía miền đông và miền nam và nơi đó thì đa số là những người nói tiếng Nga. Đấy là lý do những nhà chính trị, những cái nhà chém gió, người ta không có nắm được vấn đề, đúng không ạ? Không nắm được tình hình là quân đội của họ đa số là những người nói tiếng Nga. Và chính vì đó là họ người, những người Ukraine phải nói tiếng Nga ở ngoài mặt trận. Người lính này cho biết là người ta hỏi như thế nhưng người ta không hiểu một điều rằng là khi ra lệnh và truyền thông tin để đạt được hiệu quả bắt buộc là phải dụng tiếng Nga bởi vì đó là cái ngôn ngữ nó hiệu quả hơn. Và nó cũng thể hiện, đúng ạ, nó thể hiện một cái điều đây chính là một cái dự án chống Nga. Người Ukraine đánh nhau với người Nga, nhưng mà lại lấy tiếng Nga để mà có thể giao tiếp với nhau một cách hiệu quả hơn để đánh nhau với người Nga. Điều này nó thực sự nó rất nguy hiểm với Ukraine, bởi vì tại sao? bởi vì cuộc chiến này nó cứ diễn ra theo cái chiều hướng như này thì có nghĩa rằng là càng ngày thì cái um, như là phía truyền thông phương Tây những ngày gần đây họ nói tức là Putin càng ngày càng đạt được cái thế thượng phong đúng không ạ thế thượng phong cộng với lại những cái uh, vấn đề về truyền thông nó vỡ lở ra về việc uh, thực sự bên nào là bên có những cái tính chất nó công lý hơn vân vân những cái việc mà chúng ta nói về cơ bản như tôi nói là sự thật nó sẽ phơi bày ra và như vậy thì một lượng lớn người lính Ukraine nhưng mà lại sử dụng tiếng Nga thì những người đó họ sẽ có một cái um, cái quan điểm mà nó sẽ xích lại gần hơn nó sẽ có quý vị ạ nó sẽ có xích lại và nó thông cảm nó đồng cảm hơn với lại phía Nga đúng không ạ và đặc biệt đó là những người đến từ khu vực miền Đông và đấy chính là ý tôi muốn nói có nghĩa rằng vào một thời điểm nào đó bây giờ thì nó có thể nó chưa nó chỉ mới xuất hiện thôi quý vị nhìn thấy thông tin này càng ngày càng nhiều thì nó đang xuất hiện dần nhưng mà đến một thời điểm nào đó có thể nó sẽ uh, đúng không à, ạ đấy chúng tôi đang nói tới một cái vấn đề nào đó có nghĩa rằng nó sẽ thân nga mình nó nôm na như vậy cái lực lượng mà quân đội nói tiếng nga có khả năng sẽ nhanh chóng thân nga nhiều hơn là quân đội nói tiếng ukraine và đó chính là một cái vấn đề cực kỳ nguy hiểm đối với phía ukraine nhất là họ là người đang chiến đấu ở ngoài chiến tuyến nhưng mà đằng sau lưng họ là những người gốc Ukraine nói tiếng Ukraine lại đi chỉ trích họ về những vấn đề liên quan tới nói tiếng nga hôm nay thì um, tờ báo um, Spectator của phương Tây đưa ra một cái bài báo um, một tiêu đề là Zelensky phải thành thật hơn với cái tình trạng của cuộc chiến Tờ báo cho biết là họ đưa ra lời cái lời khuyên cho ông Zelensky là ông ấy phải ngừng cái ngay cái việc là suốt ngày nói về chiến thắng và chấp nhận thất bại. Đồng thời là phương Tây cũng phải thành thực với lại Ukraine. Tờ báo trích lời của vị đại tá quân đội Australia, à, quân đội Áo cho hay là đã đến lúc phải đưa ra một cái phải vạch ra một cái đường lối rõ ràng và minh bạch giữa hai bên giữa với bối cảnh là cuộc tổng phản công thực sự đã thất bại đồng thời là nhắm tới việc ủng hộ và tăng cường sức mạnh quân đội ukraine cho một cái nỗ lực sắp tới phản công trong mùa xuân năm sau tờ báo này nói thêm là quan điểm của vị đại tá rất phù hợp một là phải chơi tất tay với lại ukraine có nghĩa rằng phương tây phải cung cấp cho ukraine một cách không giới hạn hoặc là phương án thứ hai là chấp nhận thất bại và tìm kiếm cơ hội để mà thỏa thuận hòa bình với người nga nhưng mà có dễ không quý vị trước đây chúng tôi đã nói đi nói lại hàng ngày về vấn đề làm sao để những người chính khách ukraine nói thật quả thật mà nói nếu như mà bây giờ mình nói như thế nó đơn giản thôi nhá nhưng mà mình suy nghĩ suy nghĩ một cách thấu đáo ấy là những người nói dối không phải là chỉ nói dối tầm cỡ chính trị mà chỉ trong những người nói dối trong đời sống hàng ngày chúng ta thôi. Mà người ta sống vì những cái nói dối đó, họ thao túng tâm lý, họ kiếm lợi được những nói dối. Thậm chí là họ không có lợi lộc gì cả, nhưng mà họ nói dối quen để người ta yêu thích, để người ta ưu đãi hay cái gì đó, đúng không ạ? Hoặc là để thông cảm, đồng cảm, vân vân. Nhìn chung là để kiếm một cái lợi nào đó, thì người ta thường có được cái lợi trước mắt. Nhưng mà cái câu chuyện là trên đường dài người ta phải trả giá cho nó rất nhiều nhưng mà một trong những cái giá phải trả lớn nhất đấy là người ta sẽ không bao giờ người ta cai được cái nghề nói dối. Đã nói dối rồi thì rất khó để cai, đúng không ạ? Nếu nó đã thành nói dối theo kiểu căn bệnh. Và với chính phủ của ông Zelensky thì tôi thấy rằng là cái đấy nó còn khó hơn rất nhiều. Bởi vì nếu mà nói nói dối mà bây giờ nói thật thì có nghĩa rằng là uy tín nó mất, đúng không ạ? nó mất uy tín và nó tạo ra một cái sự đổ vỡ về cái sự ảo tưởng không chỉ đối với lại quân đội nhân dân trong nội tình chính phủ và với cả bạn bè quốc tế nữa kết hợp với lại cá tính cũng là thích nói dối thì như vậy có thể khẳng định một điều rằng là cái sự thành thực của ông zelensky thì chắc chắn là nó cũng ở ngang cấp với lại sự thành thực của phương tây mà thôi bản thân những người phương tây thì cũng có một cái cách hành xử chính trị là hay nói dối đúng ạ cho nên là ông Zelensky mà ông nói thật thì chắc chắn những người phương Tây họ cũng không thích. Cho nên là thầy nào thì để thì trò thấy, đúng không ạ? Như vậy là để mà thành thực thì có nghĩa đó là một cái điều chỉ có thể diễn ra trong một cái thế giới trong mơ đối với lại Ukraine tại thời điểm này. Còn việc cung cấp cho Ukraine tất tần tật các loại vũ khí, trang thiết bị vật dụng không có giới hạn thì điều đó nó ngang với việc là tuyên chiến với Nga cho nó xong đúng quý vị chắc chắn rất khó để có thể xảy ra và như vậy thì cuộc chiến nó cũng sẽ đi theo cái hướng mà chúng ta đã từ nói rất lâu có nghĩa rằng nó sẽ diễn ra trong một thời gian dài nữa và sẽ có người đạt được mục tiêu của họ hôm nay thì tờ Thời Báo Tài Chính của Anh ra một cái bài báo rất hay à, ngắn gọn mà nói thì nó như này có nghĩa rằng là phương Tây không có một cái chiến lược chiến thắng cho Ukraine và xã hội phương Tây họ hiểu điều đó. Tuy nhiên thì xã hội phương Đông và phương Nam thì họ lại hiểu một cái điều nó rất rõ ràng và hiểu được một cái chiến lược rất rõ ràng gần như nó một là một cái mệnh lệnh cấp thiết. Đó là họ hoàn toàn tin tưởng vào cái việc là cuộc chiến này người nga sẽ chiến thắng trong một cái cuộc chiến ủy nhiệm đối với lại Mỹ vâng câu chuyện này thì chúng ta cũng đã từng nói đúng không ạ đối với rất nhiều người ở bán cầu phương nam và phương đông thì họ coi cái cuộc chiến đấu của nga là cuộc chiến đấu của chính họ và họ có một mục tiêu rõ ràng là ủng hộ nga để mà chiến thắng cuộc chiến này không phải là để chiến thắng người ukraine mà thông qua cái chiến dịch quân sự đặc biệt để mà chữa bệnh đúng không ạ cho ukraine thì người nga sẽ chiến thắng một cuộc chiến ủy nhiệm đối với phía mỹ và coi như là một cuộc chiến thắng của cái thế giới phương Đông, phương Nam đối với lại phương Tây. Tuy nhiên thì nói 5 năm cũng có thể nói là một cái cuộc chiến nó dài nhưng mà tôi cũng không nghĩ rằng là nó đơn giản như vậy. Một thì nó cũng có thể nó ngay lập tức nó diễn ra một cách đơn giản đúng không ạ? Thì cái đấy cũng không ai ngờ được. Nhưng với cái nội tình như này và những nhiệm vụ mà Nga phải đối mặt rất là lớn. Nói đơn giản như này thôi quý vị ạ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nó rất lớn. Hàng ngày nó có diễn ra rất nhiều những cái biến liên quan tới các vấn đề kinh tế, xã hội, chính trị vân vân như là những trường hợp như ở Trung Đông đúng không ạ? Những trường hợp ở Đông Á, Đài Loan rồi những vấn đề của chính Nga họ cũng gặp nữa. Cho nên nếu nói một cách công bằng thì cuộc chiến này có thể diễn ra rất dài nếu như nó không có những cái những cái sự thay đổi nào đó mà rời sông rời bể thì 5 năm cũng có thể nói là một cái khoảng cách nó khá là tích cực. Có nghĩa là nó có thể dài hơn thế nếu xã hội Ukraine mà họ có thể tối ưu được, tối ưu được cái xã hội của họ thì họ có thể đánh nhau hàng chục năm. Tối ưu được và nhận được những nguồn hỗ trợ của phương Tây. Họ có thể kéo dài được như thế. Còn nếu mà cứ tình trạng như này thì cũng có thể kéo dài 5 năm. Còn nếu như mà nó tệ hơn, đúng không ạ, thì có thể 2 năm, 1 năm, 3 năm. Chúng ta không biết được. Nhưng mà khả năng tối ưu là rất khó mà nó chỉ có một cái kịch bản trung hạn và ngắn hạn thôi. Tất nhiên là nó phụ thuộc rất nhiều yếu tố, đúng không ạ? Bởi vì nói thế thôi nhưng một cái sự kiện như như tôi nói quý vị, một chỉ cần một cái sự kiện nó châm ngòi thôi, nó có thể đẻ ra những cái vấn đề nó rất là dễ thay đổi cuộc chiến. Ví dụ như là có thể xuất hiện một cái cuộc chính biến, binh biến, một xuất hiện một cái việc mặt trận giải phóng, vân vân, đúng không ạ? Nó có thể thay đổi, chưa biết đâu được còn lại để mà nó cứ như này đánh nhau thì tôi nghĩ rằng nó cũng phải vài năm chứ không đơn giản hôm nay thì tờ bin tức là tờ báo hàng đầu của đức với lại các chuyên gia quân sự hàng đầu châu âu và đặc biệt đấy là julian roker chúng tôi thường nói ngày hôm nay thì cũng chính thức ra một cái báo cáo liên quan tới hoạt động uh, phản công của ukraine theo tờ báo này thì uh, có thể nói họ đã đưa ra một thông tin mà ukraine thực sự sẽ rất buồn có lần thì Ukraine đã những người dân mà kiểu như theo tinh thần chủ nghĩa dân tộc ấy, họ đã tìm cái tay này rồi. Đấy, mặc dù tay này thì chống Nga điên cuồng, nhưng mà tay này hay nói thật quý vị ạ, cho nên thế mới khổ. Có lần đã bị săn lùng rồi, nhưng mà đợt này thì tôi không biết là như thế nào. Hôm nay thì anh ấy nói rằng là trong cái cuộc tổng phản công của Ukraine, à, họ chỉ chiếm lại được 2% lãnh thổ ở khu vực phía Nam mà thôi. Toàn bộ những cái lãnh thổ ở khu vực Zaporozhia, Kherson, vân vân ở tuyến phía nam, dài 200 km. Nhưng mà cuộc tổng phản công của Ukraine mỗi ngày à, đã làm tổn thất hàng trăm binh sĩ. Bất chấp tổn thất, quân đội Ukraine vẫn tiếp tục tiến vào trận địa. À, họ chỉ chiếm được vài km và 98% lãnh thổ vẫn nằm trong tay của người Nga. Vâng, thông điệp thì nó rời rạc nhưng mà cơ bản nó nói lên một cái vấn đề có nghĩa rằng là bây giờ, đúng ạ, chính những người mà hiểu chuyện nhất họ cũng đã nói ra cái sự thật. Như vậy thì cũng không có cái gì để bàn cãi liên quan tới cái việc là chiếm được 50% như là lời của tránh văn phòng Ukraine nói nữa. Và sự thật rất là đáng lòng, đúng không ạ? Người ta nói rằng là sự thật luôn là nạn nhân đầu tiên của các cuộc chiến. Đấy, và ở Ukraine thì nó đúng như vậy. Nhưng mà bây giờ thì bắt đầu nó thoát ra cái thần phận nạn nhân rồi. Nó chuẩn bị báo thù rồi. Sáng nay thì chúng tôi cùng quý vị đã đến một cái bài báo liên quan tới um, của cái tờ Thời báo Phố Quân. Nói về việc đã đến lúc để chấm dứt cái suy nghĩ một cách quá màu hồng, đúng không ạ, kỳ diệu. Hy vọng điều kỳ diệu sẽ xảy ra đối với lại cái sự thất bại của người Nga. À, hôm nay thì chúng ta có thêm một vài những thông tin nữa. Sự thật ở ngoài mặt trận là gì là không có bất kỳ một cái tuyến phòng thủ hay là một chiến tuyến nào ngoài mặt trận, phía Nga đang thua cả, nếu không muốn nói là họ đang tiến quật và họ đang chiến thắng. Về mặt kinh trận kinh tế thì nền kinh tế của Nga không bị phá hủy như là chúng ta đã hứa, chúng ta đã nói. Thực tế bây giờ nền kinh tế của Nga họ đang à, dần dần củng cố và thậm chí nó còn vững như là bàn thạch không có bất kỳ một sự sụp đổ hay dạn nứt nào trong nội tình chính trị của nước Nga. Sự ủng hộ đối với chính phủ của ông Putin và cá nhân ông ấy vẫn còn rất mạnh mẽ, vẫn còn ở mức 80%. Trong khi đấy thì lãnh đạo của phương Tây thì toàn từ hai mấy, 30, 40, được 40 thì cũng đã là một cái điều kỳ diệu rồi, còn uh, Putin thì 80%. Chúng ta từng nói về việc tàn phá nền công nghiệp quốc phòng Nga nhưng mà bây giờ những ảnh vệ tinh của chúng ta cho thấy là những nhà máy sản xuất vũ khí của nga nó mọc lên như nấm rồi là người mỹ uh, người trung quốc người ấn độ người thổ nhĩ kỳ thì còn ra tay để túp sức cho người nga về vấn đề kinh tế và đặc biệt là ở rất nhiều những khu vực của bán cầu phương nam người ta lại đứng lên ủng hộ putin như vậy thì chúng ta nên chấm dứt cái suy nghĩ mà mà hao mỡ đi đúng không ạ về một cái sự thất bại của người nga vâng chúng ta tăng đô một tiếc đến một cái bài trao đổi của một cái nhân vật rất là ảnh hưởng ở mỹ cựu sĩ quan tình báo của mỹ về hưu ông Tony Schaffer trong một bài phỏng vấn của mình đã chia sẻ là Zelensky sẽ phải tìm cách chạy trốn không còn cách nào khác theo lời của vị cựu sĩ quan này thì ông zelensky đang đi trên một cái lưỡi dao sắc bén và nguy hiểm bởi vì lại đi chỉ trích và có một cái sự xung đột với lại những cái người lãnh đạo hàng đầu của quân đội của mình cũng như là hủy ra những quyết định để hủy các cuộc bầu cử trong tương lai điều này làm cho ông nhớ tới những cái quyết định của những nhà lãnh đạo của liên minh phương nam trong cuộc nội chiến ở mỹ diễn ra hàng trăm năm trước. Khi mà họ đã đưa ra những quyết định mà nó lặp lại cái quyết định giống như kiểu của ông Zelensky. Ukraine càng ngày càng nhìn thấy những cái sự đại diện quyền lợi của ông Zelensky mà nó bắt trước cái quyền lợi của những người kẻ tân bảo thủ ở Mỹ, có nghĩa là cái tầng lớp tinh hoa chính trị, mà nó không đại diện cho cái quyền lợi của người dân. Và tất nhiên, ông Zelensky hiểu điều này một cách rất rõ ràng. Đó là lý do mà ông ấy đã buộc phải ra quyết định hoãn cuộc bầu cử năm sau. Người dân ở Kiev đã chán ngấy. À, ông ấy không thể nói dối mãi với người dân của mình về những tổn thất to lớn cũng như những nỗ lực mà vô vọng trong cuộc chiến đối với lại người Nga. Vâng ông này nói rất hay quý vị ạ, à, nói một cái câu mà trong cuộc chiến à, nội chiến ở Mỹ Nam Bắc ấy thì chúng ta thấy rằng là cái cái liên minh ở phương Nam họ đã có những cái quyết sách mà liên quan tới việc nó giống như nước Mỹ ngày nay. Có nghĩa rằng là nó luôn nhắm vào cái quyền lợi của cái giới quý tộc. Mình gọi nôm na nó như vậy. Đúng không ạ? Và họ không đạt được cái sự ủng hộ của nhân dân và cuối cùng họ sụp đổ. Bây giờ nước Mỹ thì cũng như thế. Họ nhắm vào những cái quyền lợi của đa số là cái thế giới tập đoàn trị, thế giới ngầm. Và ông Zelensky thì ông ấy hành động giống như kiểu của người Mỹ Đúng không ạ? Không có chăm lo cho những quyền lợi của nhân dân mà thường là chăm lo cho quyền lợi của cái giới cầm quyền. Ví dụ như hôm nay chúng ta có thể thấy một cái điểm như thế này. Một cái nguồn tin của chính thức của nhà nước Ukraine đã đăng một cái thông số mà có thể nói là cực kỳ thú vị là liên quan tới cái um, quyết định về phê duyệt ngân sách của ông Zelensky trong cái nhiệm kỳ của năm sau năm 2024 thì cái số lượng tài chính mà dành cho cái bộ sậu của tổng thống sẽ rơi vào khoảng 18,8 tỷ Rivina có nghĩa rằng cái đồng tiền của Okina như vậy thì mỗi một tiếng đồng hồ trôi qua ngân sách nhà nước sẽ phải chi ra 2,1 triệu đô để dành cho dịch vụ của những cái quan chức của chính phủ. Mà thực ra những quan chức đấy là những người thoái hóa, biến chất, tham nhũng. Chúng ta thấy bộ sậu để họ bằng mọi giá để họ giữ cái ghế là lý do tại sao rồi. Đúng ạ, một ngân sách siêu to khổng lồ. Để chúng ta cùng hình dung ra thì vào năm 2018 dưới cái thời của Tổng thống Petro Poroshenko thì ngân sách nước của chính phủ lúc bấy giờ chỉ có 1 tỷ Hivina mà thôi. Toàn bộ chính phủ và cái ngân sách tại thời điểm năm 2024 nó sẽ cao gấp 18 lần cái thời của ông Poroshenko. Vâng, bây giờ chúng ta thử hỏi xem làm sao nó tăng cao như vậy, đúng không ạ? Nó giống như tất cả những chế độ khác thôi. Tất cả những chế độ kiểu như thế thì người ta phải trả rất nhiều những quyền lợi hấp dẫn cho những cái người vây cánh để người ta bảo vệ cái quyền lợi của mình, đúng không ạ? Bảo vệ cái quyền lực của mình. Và tất nhiên nó sẽ có một cái bộ máy siêu to khổng lồ, và nó sẽ bằng mọi giá để nó bảo vệ cái quyền lợi của ông Zelensky thì cái quyền lợi của nó mới được giữ mà vốn những cái quyền lợi đấy mà không có chế độ này thì chắc chắn là nó chẳng thấm vào đâu đúng ạ à, nó không bỏ dính rằng vâng chúng ta nhớ lại nha ngân sách của chính phủ năm 2024 gấp 18 lần so với lại ngân sách của chính phủ của ông Petro Poroshenko cách đây mấy năm Vâng, chương trình cuối chúng ta sẽ đến với lại bài phát biểu của ông Jens Stoltenberg trong buổi sáng ngày hôm nay khi ông nói rằng là tình hình không ngờ ở ngoài chiến trận thực tế lại khó khăn hơn rất nhiều so với chúng ta tưởng tượng. Để chúng ta cùng quay lại xem năm 2022 thì chính con người này đã nói điều gì. Chúng tôi đang chờ đợi Thụy Điển gia nhập NATO với tư cách là một đồng minh toàn diện. Bằng cách tấn công vào Ukraine, Putin đang muốn NATO trở lên nhỏ hơn, nhưng cuối cùng ông ấy lại chứng kiến một NATO to lớn hơn. Ông ấy đã đánh giá thấp cái sự kiên quyết của người dân Ukraine. Với quyết tâm của họ để bảo vệ tự do, ông ấy đánh giá thấp cái sức mạnh và đoàn kết và sự ủng hộ của NATO. NATO sẽ cung cấp toàn bộ những nguồn lực hỗ trợ Ukraine về quân sự, nhân đạo, tài chính cho Ukraine chừng nào còn tiếp tục, à, còn cần thiết, chúng ta sẽ khiến cho người Nga thất bại một cách chiến lược. Vâng, đến bây giờ một năm trôi qua, không chỉ một người đàn ông nói nắp, nói lắp này đã hy sinh châu Âu, ơi hy sinh Ukraine, đúng không ạ? Mà thực tế thì người cái con dối này đã hy sinh cả châu Âu. Nếu nói đúng ra thì quý vị có thể thấy đây là một trong những công cụ của người Mỹ để mà một ngách gián tiếp người Mỹ đã sử dụng ông ấy với một công cụ để mà gây hại cho châu Âu. Chúng ta cứ nhìn lại mà xem. Đúng ạ. Tất cả những việc ông ấy làm là ra những cái bài phát biểu như này và kích thích các nước châu Âu để tăng cái chi tiêu quốc phòng và ngân sách đạn dược cứ cứ vơi một tí là thúc các nước để mua cho nó đầy ắp. Và cuối cùng ông ấy còn kết luận bằng việc là một cuộc chiến tranh hạt nhân đối với người Nga nó còn tốt hơn nhiều khi mà chúng ta phải chứng kiến sự chiến thắng của người Nga trên chiến trường Ukraine. Thật là tốt khó tin phải không quý vị bởi vì tại sao một người đứng đầu một cái tổ chức lớn nhất hành tinh về quân sự lại có thể nhắc tới việc là một cuộc chiến tranh hạt nhân nó còn dễ chấp nhận hơn là để người nga chiến thắng nhưng mà bây giờ rõ ràng là lịch sử đã cười vào mũi ông ấy đúng không ạ một năm sau người nga đang chiến thắng và người nga chắc chắn sẽ chiến thắng chúng ta cứ nhìn thấy kiểu như này thì rõ ràng là họ sẽ chiến thắng và nếu bây giờ họ chiến thắng thì chúng ta phải lục lại một năm trước ông ấy đã nói rằng là thà sử dụng vũ khí hạt nhân còn để còn hơn để Nga chiến thắng. Như vậy đấy là một cái lời tuyên bố đe dọa đối với lại thế giới rất nghiêm trọng. Phải xem xét lại ông này, đúng không, quý vị. Nhưng mà thôi, dù sao thì phương Tây họ cũng uh, trong cơn cao hứng họ nói nhiều hơn làm cho nên cũng chưa chắc họ dám bấm đâu. Bây giờ thì Totenberg sẽ phải năn nỉ ông Zelensky đúng không ạ? Là bây giờ các ông làm ơn chiến đấu họ tôi đến người Ukraine cuối cùng bởi vì tôi đã chót nói là tôi sẽ bấm nút rồi. Đấy. Nếu như mà các ông thua thì tôi phải bấm nút. Cho nên bây giờ nếu một các ông mà chịu thua là thôi đấy. Là tôi không biết ăn nói thế nào với thế giới đâu. Vâng. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Và chúc quý vị một buổi tối thứ sáu vui vẻ, mạnh khỏe và tươi trẻ.